lên liền nè. Đó, cái máy này iPhone 6s để active ha, không có cần đổi số series nha các bạn, giữ lại số series gốc ha, ngon lành. Rồi các bạn đợi cho nó tự nó khởi động lên nha, không có được rút cáp nè, không có được rút cáp à, có khi rút sớm quá nó bị treo logo luôn. Alo, xin chào các bạn. Trên tay mình đang là cái con iPhone 6s bị khóa kích hoạt cho chủ sở hữu nè, màn hình nó bị hở, rồi cái được rồi, cái nút volume rồi nó mất hết rồi các bạn. Nhưng quan trọng nút nguồn, nút home còn bấm được là mình vô để bù được là mình bypass nó nha các bạn. Thì giờ mình ghim vô máy tính á, mở Power Tool lên mình coi thử nó iOS mấy ha. Ồ, con này 6s iOS 15.7.3 nè. Thì giờ mình bypass là không cần đổi số series luôn nha các bạn, không cần đổi số series, không cần cáp luôn, không cần cáp DCSD luôn. Lúc trước là mình phải đổi số series, giờ không cần luôn. Thì cái Tunaboy nó có phiên bản mới nè các bạn, bypass mà không cần đổi số series luôn, ngon lành luôn ha, ngon lành cành đào nè. Thì giờ mình tải cái tool về trước, thì mình tải cái tool iBoy mới nhất về trước nè, rồi mình tải mấy cái RAM disk iOS 15 của cái con 6s này để mình coi 6s này cái mã máy các bạn, 8.1 nè, 8.1 thì mình tải RAM disk iOS 15, 8.1 nó có hai cái thì mình tải hết hai cái về luôn ha. Tải về bỏ ở đâu thì mình bỏ trong thư mục data của RAM disk nè các bạn, bỏ vô. Các bạn nhớ không có giải nén ha, cũng không có hỏi password nha các bạn, cái này là mình cứ chạy thôi, không có cần giải nén đâu. Rồi giờ mình mở cái tool lên, mở tool iBoy lên. Thì trên kênh mình cũng có làm một số video về iBoy á, các bạn rảnh thì các bạn xem để biết cái cách chạy của cái tool nè. Đầu tiên là mình get cái file hello này trước các bạn, không có cần đổi số series nha, nhớ nha, không cần đổi số series. Get số series, get cái file hello nè, rồi read hello, còn nó chưa có hiện cái ô get lên á, thì mình rút cái máy ra rồi mình ghim lại là nó hiện cái ô cho mình backup cái file hello lại ha. Đó, backup cái file hello nè, rồi bấm vô cái Gradle nè để backup cái file hello. Mình đợi nó backup thành công á, rồi mình đi đăng ký cái số series backup thành công nè. Rồi giờ mình đi đăng ký cái số series, cái cách đăng ký số series trên cái Telegram của admin á, thì mình cũng có làm một cái video á, các bạn rảnh thì các bạn xem chi tiết hơn nha. Nhớ là các bạn nhớ cái mã exit trên Power Tool nè, với là cái exit mà các bạn ghim vô cái máy á, các bạn nhìn nè, nhìn thấy nó khác nhau không, nhìn kỹ nha, cái này lúc này nhìn kỹ nha, để các bạn đăng ký nó bị mất credit á mà không có đăng ký thành công nha. Đó, cái này nè, cái trên Power Tool á thì số 0 nó nhiều hơn, còn trên cái tool iBoy á thì số 0 nó ít hơn. Thì giờ mình bấm vô cái Rigetti trên cái Telegram của admin á, mình đăng ký nè. Các bạn xem kỹ mình đăng ký để nó không bị lỗi nha. Rồi để mình xóa cái chatbot cũ làm từ đầu cho các bạn dễ nhìn nè. Vô cái group iBoy, rồi kiếm cái phần mà gì Pentaboy bot nè, bấm vô. Rồi đầu tiên là các bạn bấm start. Đó, thì nó sẽ đăng ký cho mình một cái tài khoản mới. Thì tài khoản mình đã đăng ký rồi nè. Thì rồi bấm thêm phần là cao, mình kiểm tra coi thử mình còn bao nhiêu credit nha. Để coi mình còn 14 credit nè. Tại mình đăng ký mấy cái mã rồi á, còn lại ít. Rồi giờ muốn đăng ký thì bấm vô chữ exit. Đó, nó có cái mẫu rồi các bạn. Rồi mình copy cái exit của mình á, nhớ copy chính xác nha. Giờ mình gõ nè, ôi gõ lộn rồi, phải sẹt trước. Sẹt exit khoảng cách. Rồi dán cái exit vô, phải dán chính xác nha. Copy trên cái Power Tool thì nó bị thiếu không nhân nè, còn copy trên cái iBoy á thì nó bị thiếu số 0 nè, mình để nha. Rồi mình copy cái trên cái tool iBoy trước, rồi mình dán vô, rồi mình sâu cái dấu ít á, mình bôi đi, mình bôi hết cái phần sâu dấu ít, mình copy cái exit bên Power Tool á, mình dán vô, dán vô là nó sẽ chính xác nha các bạn. Cái này nhiều lúc các bạn đăng ký thành công mà nó không nói thẳng là thành công mà thành không thành công á, cái này nó bị sai exit à. Còn muốn chắc ăn á thì mình đưa về chế độ DPU á, rồi copy exit trên tool á là ok. Rồi ngon lành nè các bạn, ngon lành nè. Rồi đăng ký thành công nè. Rồi đăng ký thành công. Rồi giờ mình đưa về chế độ DPU. Mình boot RAM disk. Giờ đưa máy về chế độ DPU trước nè. Rồi lại mình boot RAM disk là trên tool nó báo thành công ha. Các bạn nhớ phải cài driver nha, làm Windows cho cái tool iBoy mình phải cài driver nha. Chạy Windows mình phải cài driver chuẩn á thì nó mới thành công nha.
đó, ngon lành này các bạn, thấy ngon lành không đó, để đăng ký thành công đấy chưa. Còn không thì các bạn vô DFU á, mình copy trực tiếp trên cái exit, trên trực tiếp trên tool cũng được nha. Lúc nãy là do mình vô chế độ thường thôi, thì giờ mình vô chế độ bull dip nè, để mình boost ram dip nè. Mình mở cái device manager lên cho nó các bạn dễ nhìn cái lúc mà mình chạy cái driver á, nó nhảy lên nhảy xuống á. Rồi mình cái bull dip chưa có nè. Giờ mình chạy bull dip. Bull dip nó cũng có nhiều cách chạy ha. Thì các bạn vô cái cách này cũng được. Thì mình cũng có làm một cái video trên kênh đó. Bây giờ mình chạy cái thử iBowender cho cái con 6S này trước, có thử thành công nha. Mở iBowender lên, vô bonus nó, rồi mình đợi cái tool nó làm việc. Thường thường cái iBowender thì mình chỉ chạy ngọt cho iPhone chip A11 thôi các bạn. Còn mấy cái dòng thấp á, mình chạy có khi thành công mà tool nó cũng boost ram read không có được. Mình để ý nha, cái này là iBowender cũng fail luôn nè, không được. Thì giờ thôi mình làm lại cái cách cũ ấy. Mình vô Bonit Gator cho nó. Bonit Gator thì mình vô là nó thành công à. Vô là nó ăn ngay à. Nó đẻ Bonit Gator được là ngon lành à. Rồi driver đâu đầy đủ nè. Nãy mình vô cái iBowender nên cái máy nó bị sụp á. Bây giờ mình đưa vô DFU lại nha. Các bạn đợi xíu mình đưa vô cái máy vô DFU lại. Do nãy mình vô iBowender á, nó bị treo rồi, giờ mình vô là DFU nè. Rồi mình dùng cái One Lead Gator, rồi mình vô cho nó chuẩn hơn, cho nó chính xác, mình làm cho nó lẹ. Rồi mình chuẩn bị mấy cái file đầy đủ đồ chơi nè. Rồi edit, rồi mở cái One Lead Gator lên. Cái này mình có làm video các bạn thời gian rồi xem mình nó kỹ hơn. Còn cái này thì mình làm vô cho nó nhanh ha, chứ để mất thời gian của các bạn. Thì giờ mình dùng Vdit á, là mục đích là mình cài USB Lead UK. Rồi mình mở cái bypass trong cái thư mục One Lead Gator á. Rồi mình enter để cho nó báo về Gator thành công á. Là mình boot ram disk thôi. Cái này Tune Boy nó mới ra phiên bản thì rất là hay nha các bạn. Mình không có cần đổi số series, không có cần cáp DCSD luôn. Những cái con mà chip thấp ha, rất là tiện. Chứ lúc trước là mình vô đổi số series, vô màn hình màu rồi rất là rườm rà, rất là nói thẳng lên nhiều lúc khó khăn á. Thì bây giờ là mình backup hello, mình boot ram disk rồi mình bypass luôn, ngon lành luôn. Rồi nếu mà cái lead UK nó chưa có nhảy xuống thì mình phải là cài thủ công cho nó chạy xuống USB driver mình mới boot ram disk được nha các bạn. Rồi có driver nè. Rồi Gator đầy đủ trên tool báo Gator đã đăng ký. Bonus Gator đầy đủ luôn. Rồi giờ mình boot ram disk nó. Rồi mình bấm boot ram disk nè. Rồi mình đợi cái tool nó chạy. Rồi trên cái iPhone nó hiện cái màn hình logo Bento Boy á, là hầu như nó thành công ha. Còn nếu mà nó cứ chạy hoài á, mà nó im ru á, là thường thường nó bị treo cái gì á các bạn. Nó treo thường thường là nó chỉ có treo driver á, thì nó bị nó treo lead UK á, thì nó mới bị boot treo thôi. Đó mình để ý nè, trên device manager nè, nó có lead UK nó bị kẹt nè. Đó nó kẹt, nó không có tự nhảy xuống cái phần USB driver á, là cái tool nó cứ chạy gần nhất. Nói chung là nó fail á, là không được nè. Đó cái lead UK nó cứ dính hoài trên cái device manager, nó không có tự nhảy ha. Cái này lúc nãy là mình chỉ chuyển thôi, không được rồi. Mình phải gỡ nó luôn nha các bạn. Mình phải gỡ cái lead UK luôn, rồi cho nó giống như nó không có còn bị kẹt nữa thì nó mới boot được ha. Kẹt nè. Rồi thua. Đóng lại, đóng tool lại. Rồi giờ mình mở lại cái rồi vô lại cái DFU tiếp. Do nãy nó bị kẹt á, mỗi lần bị kẹt thì mình phải vô lại DFU nha. Cái này video đây mình làm chi tiết cho các bạn dễ hiểu thôi, chứ nhiều lúc ví dụ mình làm thấy nó kẹt cái nào mình xử lý thì nó hơi nhanh chút, thì các bạn chịu khó xem nha, để các bạn chi tiết hơn cái tool này. Rồi vô lại DFU nè, thì nó còn cái dính lead UK á, thì mình mở cái One Lead Gator luôn, cho mình cho nó vô Gator lại cũng được các bạn. Đó vô DFU mà nó còn dính cái lead UK nè, mình cứ cho nó vô lại Gator đi.
rồi UB nó tự nhảy xuống à. Tự nhảy xuống thì mình dùng cái dây đít á, mình chuyển nó lên, nó hôm nay nó như vậy dễ hiểu. Thì nói chung là mình vô Gator thành công thì nó phải cài được driver lead UK. Rồi muốn bootstrap đít được thì nó phải có driver USB. Nó vòng vòng nó chỉ lên xuống như vậy á các bạn. Rồi mình đưa lên lại dùng dây đít đưa lên lại mình cài lead UK cho nó, rồi mình mở Gator lên. Mở Gator lên là mình chạy cái firepath á là nó tự động nó về bonus Gator thôi. Đó các bạn thấy không? Nó tự nó về bonus Gator thành công nè. Thì giờ lúc nãy là mình chuyển xuống ha, bây giờ mình gỡ luôn. Hồi nãy là mình update xuống cái UB driver nè. Là dính nó dễ bị kẹt nha các bạn. Thì lúc này các bạn gỡ luôn. Gỡ sạch luôn. Gỡ sạch cái UB lead UK cũ đi. Rồi mình refresh nó cái. Là chút nó chạy nó không có bị lỗi ha. Là nó boot nó không có bị kẹt nữa. Gỡ là không được thì mình gỡ 2-3 lần các bạn, gỡ khi nào mà nó sạch được thôi. Nhiều lúc mấy Windows chạy nhiều tool quá nó bị đụng driver á, nó hay bị treo đó. Mình gỡ là nó xuống cái driver chuẩn nè, UB driver nè, mình kiểm tra lại. Rồi đầy đủ luôn. Bây giờ mình boot ram disk lại nha các bạn, boot ram disk lại. Rồi lúc này mình đợi với lại mình nhìn cái driver á, nó mà chuẩn trên cái device manager á, nó không bị nhảy lên lead UK nữa là cái iPhone nó sẽ lên cái màn hình cái logo của Pentaboy ha, là mình boot thành công à. Rồi mình đợi, đó ngon lành nè các bạn, ngon lành ha, nó lên logo nè. Đó driver chuẩn. Rồi bell tool còn nhận. Đó nó không có tự nhảy lên lead UK nữa ha, mình gỡ nó cho nó khỏi nhảy luôn. Rồi mình đợi cho cái tool nó boot, nó báo boot ram disk thành công á. Rồi mình activate hello. Thường thường nếu mà cái tool nó boot ram disk thành công á thì nó kêu mình là check SSH. Nhưng mà mấy cái bước này mình thấy nó giống như là kiểu nó boot ram disk thành công rồi. Mình bấm activate luôn cho nó lẹ cũng được các bạn. Rồi boot ram disk thành công nè. Thì nó kêu mình check SSH. Thì các bạn thích thì các bạn check cũng được. Mình thích thì mình bấm activate hello luôn. Cho nó qua cái bước đó luôn các bạn. Nó tự nó check rồi nó tự nó activate luôn cho nó nhanh ha. Active thì nó lẹ thôi. Active thì nói chung là chạy đúng chuẩn của cái tool này thì mình active thì nó lên liền nè. Đó, cái máy này iPhone 6s để active ha, không có cần đổi số series nha các bạn, giữ lại số series gốc ha. Ngon lành. Rồi các bạn đợi cho nó tự nó khởi động lên nha, không có được rút cáp nè, không có được rút cáp à. Có khi rút sớm quá nó bị treo logo luôn. Rồi mình đợi cho nó lên. Rồi mình vô menu mình test chức năng. Rồi xin chào, cảm ơn các bạn. Các bạn thấy video hữu ích thì đăng ký kênh chia sẻ giúp mình. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray. As you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you're